Mày lấy cam, mày bán nó cam cho Kobi uống nha. Nó thích không? Cô Vi xin cái lấy sọc rác cho mẹ mới nào. Con xin lấy sọc rác cho mẹ nào xin lấy. Mẹ đưa mẹ. Mẹ cảm ơn con nha. Rồi mẹ để đây. Cô biết đi lại nhặt cho mẹ nào, nhặt lại cho mẹ nào, cô nhặt lại cho mẹ nào, nhặt lại, nhặt lại, rồi giỏi quá. Mời mẹ lên đây nha. Đây, đây mẹ, lên đây. Cô biết, ngồi đây con. Ngồi đây, ngồi đây. Để mẹ cho đường vào nha. Cho một xíu đường vào cho nó đỡ chua đi nha. Rồi, được rồi. Cô Vi, ra lấy cái bình cho mẹ nào. Đi lấy cái bình cho mẹ nào. Đâu rồi? Đi lên, đi lên, đi lên cái bình này. Đúng rồi. Lấy cho mẹ, lấy cho mẹ. Giỏi quá. Rồi, đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ nha. Đây, mẹ lấy cho con nha. Nè. Đây, xem đây, xem đây. Xem đây mẹ cho. Giỏi. Ngon quá. Ngon không cô Vi? Này cô Vi ngồi lại đây. Ngồi lại đây uống nha. Giỏi quá. Này mẹ giúp nha. Rồi đúng rồi. Nâng cao lên tí nữa. Đúng rồi đúng rồi. Ôi giỏi quá. Ngon nhờ cô Vi nhờ. Này, ngon đấy.
Kobi cũng uống xong hết rồi đấy. Ngon không con? Ngon. Ngon không Kobi? Ngọt chứ chưa làm sao đấy. Ngon không? Ừ, đúng không? Chứ chưa là ngọt mới ngon, mới tốt sức khỏe. Uống nhiều đường quá không ngọt không tốt đâu. Nè, đó nè, ngọt quá ngon.